Hành tây các bạn sẽ cắt múi câu, nhưng mà chúng ta cắt sợi á, tức là cắt nhuyễn hơn cái múi câu. Cà chua thì cắt múi câu, cần cầu chúng ta cắt khúc. Hành tím các bạn băm nhỏ. Tôi nhắc lại, hành tây thì chúng ta cắt sợi 1 cm, cà chua cắt múi câu, cần tàu chúng ta cắt khúc. Bây giờ các bạn sẽ ướp mực. Mực thì chúng ta sau khi làm sạch rồi, các bạn để ráo nước, các bạn cắt khoanh đi. Các bạn nhớ nha, mực đó, các bạn làm sạch phải sạch cái đầu nữa nha, bỏ cái mắt với lại cái răng nó đi, chứ không đến lúc xào nó bị đen. Còn nếu mà cái con mực mà nó tươi chúng ta không cần đồ vỏ nha các bạn. Các bạn cắt khoanh mực ra, phần đầu các bạn chẻ ra làm tư. Cái đầu các bạn chẻ dọc ra làm tư để giữ cái phần râu của nó vẫn nguyên, chứ đừng có cho cái râu của nó bị nát ra. Phần mực thì các bạn xé cái phần dè mực, hai bên nó có cái dè mực, các bạn xé ra, các bạn cắt riêng. Rồi cái phần mình thì các bạn mới cắt khoanh. Các bạn sẽ cho vào 3 gram muối, tức là khoảng nửa muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê nhỏ các bạn, 10 gram hành băm. Muỗng cà phê nó nhiều muỗng lắm nha, nó có muỗng to, muỗng nhỏ, nên các bạn làm non non chút, đừng có làm đầy quá. Cái món xào này nó rất là, chỉ cần hơi mặn chút là không chữa được đâu, cho nên là cho 1/3 đến nửa muỗng thôi. 10 gram hành băm, 10 gram tỏi băm, 3 gram bột ngọt và 2 gram tiêu. Tôi nhắc lại nha, chúng ta cho vào 3 gram muối, 10 hành, 10 tỏi, 3 đường, 3 bột ngọt và 2 tiêu. Trộn đều hết lên. Các bạn trộn đều hết lên trước đi. Các bạn phải trộn trước thì nó mới thấm gia vị. Những cái nguyên liệu sau chúng ta cho sau. Bây giờ các bạn cho tiếp vào khoảng 1 muỗng cà phê rượu trắng. 1 muỗng cà phê rượu trắng. Các bạn không cho ớt băm nữa nha. Là vì hồi nãy cái tương ớt hồi nãy mình làm mình đã có ớt băm rồi, giờ không cho ớt băm nữa. Bây giờ các bạn lấy một cái trứng gà, các bạn lấy một cái trồng trắng trứng ra, các bạn lấy một cái trồng trắng trứng gà, đừng có cho hết. Hai nhóm ở kế bên chia nhau một cái trứng, một cái lòng trắng trứng là được rồi. Hai nhóm kế bên thì chia ra lấy nửa cái lòng trắng trứng thôi, lấy trồng trắng nửa cái lòng trắng trứng thôi. Tại vì trứng có trứng lớn trứng nhỏ, nếu chúng ta sử dụng trứng lớn thì nửa cái, kệ nó dư chút không sao. Lượng nó đúng là một cái. Và cuối cùng các bạn sẽ cho vào một muỗng cà phê bột bắp trộn đều. Một muỗng cà phê bột bắp. Lòng trắng trứng thì hai nhóm chia nhau một cái. Cuối cùng là một muỗng cà phê bột bắp. 80 gram khoảng nửa chén nước các bạn cho vô cái tô đi để dễ khuấy, này còn gia vị nữa nha. Cân, bạn nào có cân thì cân cho nó chính xác hơn, còn nhắm chừng nó sẽ không chính xác, ra vị nó khác. Các bạn cho vào 2 gram muối, tức là chỉ một chút xíu muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối thôi. 5 gram đường, 5 gram bột ngọt. Cho hết cái phần tương ớt nãy mình mới làm vô. Cho tương ớt vô, khuấy đều nó lên. Thêm 20 gram giấm. Rồi chúng ta cho vào nửa muỗng cà phê bột bắp nữa. Nửa muỗng cà phê bột bắp thôi. Bây giờ các bạn chuẩn bị hành tỏi băm. Mực đã ướp rồi. Sao em? Hành tỏi băm, mực đã ướp rồi. Hành, cà chua, cần và mình chuẩn bị xào. Đặt chảo lên bếp để cho chảo nóng nha các bạn. Các bạn xào mực với lửa lớn. Khi mà lửa thật là lớn cho chút rượu trắng lên cho nó bốc mùi lên nha. Cái giai đoạn này quan trọng nè. Khi xào ở trên bếp, các bạn phải xào lửa thật lớn thì cho rượu trắng vô nó mới bốc cái mùi rượu trắng đi, nó mới thơm. Còn các bạn xào lửa hiện nay của mình, bếp này nó nhỏ nè, thì thôi đừng bỏ rượu trắng, tại bỏ vô nó sẽ hôi mùi rượu lắm. Lửa mà lớn á, thì nó bốc, nó mất cái mùi hải sản. Cho lửa thật lớn, dầu, cái
chảo thật nóng mới là cho mật vào xào. Thì cái chảo nó nóng như vậy cho lửa, cho cái rượu vô nó mới phục lửa lên thì lúc đó nó mới thơm. Các bạn xào mực nó săn giống như bạn bên nhóm mấy và nhóm 3 hả? Nhóm 2 đang xào á, thì khi nó khô rồi các bạn tưới một miếng rượu vô là nó phật lửa lên cái chảo, thì nó sẽ làm cho cái mực mình nó thơm. Các bạn quan sát nhóm 7 đang xào là cái lượng sốt của mình bao giờ mình cũng pha dư cái đó. Và khi mình xào mình sẽ tưới vô từ từ vậy đó. Khi mà mình thấy nó vừa, nó có cái độ sánh vừa rồi thì mình tắt bếp, chứ không phải là mình hút hết vô. Rồi cuối cùng khi mà đã thấy vừa rồi thì các bạn sẽ cho mực và các bạn đảo chung với nhau. Thêm một chút sốt nữa đi. Nó sẽ là các bạn sẽ cảm thấy là nó ngon và nó vừa khẩu vị nhất. Và khi mình bán mình cũng cảm thấy nó dễ vì nó nhiều nước. Tuy nhiên món này nếu mà các bạn để ướp như vậy các bạn bán thì mực nó sẽ rất là dễ bị tanh. Các nhóm mà nấu xào đạt yêu cầu là những cái nhóm mà khi các bạn ăn cái miếng mực các bạn cảm thấy có cái độ giòn và thơm. Thì trong đó nhóm 1 đạt được cái yêu cầu đó. Nhóm 6, nhóm 7 đạt được cái yêu cầu đó về cái độ giòn và thơm của cái miếng mực. Nhóm 3 với nhóm 4, miếng mực cũng tốt. Hồi nãy cô nhắc miếng 3, miếng 4, cái mực sao em? Nhóm 4 các bạn xào cái mực nó còn mềm, nó cũng chưa có săn, cho nên nhóm 4 không có đạt yêu cầu về xào mực. Chỉ đạt yêu cầu nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 7 và nhóm 6. Riêng nhóm 5 thì hoàn toàn thất bại món này rồi. Nhóm 5 các bạn xào cái phần mực chưa có chín, bán cho khách như vậy là bị complain ngay lập tức. 5 nhóm còn lại, 6 nhóm còn lại đều đạt yêu cầu trên trung bình hết. Nhưng mà ngon nhất thì tôi đánh giá ngày hôm nay là nhóm 6. Nhóm 6 có một cái ưu điểm là các bạn xào cái lửa nó tới lửa. Cho nên cái nó có thơm cái mùi chảo. Tức là cái mùi mình xào mà lửa nó lên tới á, cho nên nó thơm mùi chảo, cho nên món 6 ngày hôm nay làm rất là ngon. Có thêm gia vị nữa em thêm gì vậy? Tiêu với muối. À, nhóm 6 hiện nay đã có thay đổi một chút xíu về cái gia vị là có thêm một chút tiêu, một chút muối. Cái nhóm 7 làm đúng theo gia vị của tôi, nó hơi bị lạc một chút xíu nè. Cuối cùng có búng thêm một chút muối nó vẫn chưa được đậm đà. Cho nên là cái phần này tôi sẽ chỉnh lại với bên chỗ Tuấn với lại Nga là sẽ chỉnh lên thêm một chút xíu muối và một chút xíu tiêu thì để nó lên được cái vị ngon hơn. Còn nhóm 2 thì không xào được vậy nha các em. Món này các em không xào ướp vậy được, phải xào hơi khô chút xíu.